cầm cái chai đến chỗ thùng rác vứt, quay sang thì nhìn thấy cái bóp tiền của ai đó làm rơi, vui mừng trong lòng vì tưởng có lộc, ai ngờ mở ra mới biết đó là cú lừa. Nó chỉ là một cái tờ rơi thôi làm mình mừng hụt. Ông thiết kế ra cái này đã ác rồi, nhưng cái ông đặt nó ở đây còn ác hơn. Từ sáng giờ không biết có bao nhiêu người giống tôi rồi nữa.